Chào bà con, giờ đây mình đang ở ven hông thành phố Nam Định chứ không vô cho thành phố. Thành vô thành phố thì nó mắc kẹt nhiều. Đây cuộc sống ở thành phố, ven hông nha, ngoại ô đó. Coi như trên đây thì mình thấy xe Honda cũng nhiều. Rồi đám đoạn đường này, đoạn đường ngã tư. Nhà cửa bên này người ta xây kết cũng mới, nhiều căn nhà mới. Bây giờ người ta bắt đầu có tiền đó, người ta xây những căn nhà mới nhiều. Bên này nó chia làm mỗi bên hai lane, vừa lane bên trong á đánh Honda, nhưng mà thực ra thì bên hông cho Honda người ta không có đi nhìn. Người ta cũng đi ra hẳn lên ngoài này bà con. Chương trình là mai là 6 giờ. Coi như chắc 6 giờ sẽ chạy đó. 6 giờ là sẽ chạy nhá Lan nhá. Bên bác nói này, ở trên ấy mà có độ vùng mà nên nó kể nhân rồi. Mua được bác mấy ký nhá. Rồi, mua cho bác 5 ký đi. Cũng giống như ở trong Nam đó thì mình thấy cái đường họ làm cái len để một quẹo không có bà con, mặc dù đường rất còn nhiều đất nhưng mà người ta không có làm, không có làm theo kiểu phương Tây bà con. Đó, như cái len quẹo đấy ha, đây có cái len quẹo nhưng mà chút xíu à, chút xíu nhiều mà cũng có chút xíu vậy là cũng tốt rồi, có chỗ để người ta ngừng xe rồi. Và ở cái thành phố Nam Định này mình thấy coi như ruộng, đồng ruộng nhiều hơn là rẫy thì có đất khô, nhưng mà ở đây thì thành phố Nam Định bao gồm cả Bùn Chu, Vắt Diện này kia hết trơn hả? Ninh Bình. Bà chín tuổi rồi, bà khóc từ lúc cháu đến cho đến khi cháu về. Ở đây người ta trồng cây mấy cây dừa hay gì đó, mình thấy nó khi mà trồng mấy cái này ở hải ngoại cũng như ở mấy vùng biển nó đẹp. Về tới một cái ngã tư. Coi mình còn ngã tư thế nào. Hiện tại bây giờ khoảng chừng 6 giờ rưỡi sáng ngày thứ hai, thì số người bắt đầu người ta đi làm thì kia. Đó, bắt đầu người ta đi làm. Xe Honda đông cũng giống như ở Sài Gòn, Bình Dương này kia bà con. Rồi nắm dầu dây này kia nữa thì Honda thì khỏi chê rồi. Cái mấy hãng xưởng nằm ở đó cũng có nhiều đó. Nó kẹt cái mình thấy ở Việt Nam người ta làm cái len để mà quẹo nó hình như là rất là hiếm mà con, nó có nhưng mà hiếm. Cái cám của thằng Tâm còn không? Nhiều không? Tại hôm qua nó gọi điện, nhưng mà bà để tôi hỏi chú đã. Gì? Đây là ở cái vùng đất nó cao, thành ra người ta làm nhà cũng như hãng xưởng dễ dàng. Dịp suốt chưa? Có rất là nhiều căn nhà mới đó bà con. Heo vẫn khỏe đi. Có ai cái gói thuốc ho hôm nào mà heo nó làm chi chết ra đấy, gọi dùng nó này để mà cho ăn đi ăn. Đất ở trên này còn rất là trống ha, thì người ta làm để mấy cái len để sử dụng cho tương lai nữa. Cái đấy cho heo nhỏ ăn không, cho heo nhỏ ăn cứ cho heo nhỏ ăn hết cái đấy đi. Ở đây thì bắt đầu mình thấy có dân du khách tới rồi ha. Đây có một vài cái hotel. Cho bầy to. Cho ai bầy to ăn được rồi. Hai
hai bé cho ăn cái đấy, còn cái bé bé này là cho ăn cái gói thuốc mà hôm bữa đấy cùng với hai con to ấy, cho ăn đi chưa? Cho ăn đi, nhớ cho ăn đi, cuối tháng ăn chậm đấy chỉ là ba kia không, cái đấy là điện giải mà, điện giải cứ cho ăn được. Tính ở đây thì bắt đầu mình thấy coi như nhà cửa mọc lên rất là nhiều, và nhà tầng nhiều bà con, nhà lầu nhiều rồi, hầu như rất là nhiều căn nhà mới. Nhưng mà thành phố này cũng phát triển đấy bà con, cũng phát triển đấy. Đây có một cái tòa nhà lớn này nè, mà hiệu Gold, mà cái Gold, nhưng mà cái nó giống như kiểu giống như tha ghệt, chắc cái này là cái mô rồi bà con. Cái này thì về Việt Nam mình ngán nhất cái chạy cái bùng binh này nè, bùng binh mà mạnh ai người chạy tới, không có nhường phải nhường trái gì hết. Thì mình về đây mình sợ nhất cái khi mà chạy như thế này, nhưng mà họ chen nhau đi rất là hay. Cây xăng ở đây cũng khá lớn ha, cũng khá lớn, có thể để đổ xăng xe bus. Cái này chắc tòa nhà chính phủ này sẽ có cái biển hiệu to tổ này ha, tòa án nhân dân gì vậy. Rồi ở đây đằng cái xa mình thấy một vài cái che mất rồi. Ok, rồi quay cảnh chút xíu cho bà con thấy vậy ha. Rồi tới chỗ đoạn này hay bắt đầu mình quay cho bà con cùng biết với mình nha. Đây, cảm ơn bà con. Bye nha.